Chúng tôi đang đến gần một người muốn kinh doanh máy trung thu. Biết được nhu cầu của một người, hôm nay chợ được công an Hà Nội về được một lô tủ inox trưng bày để đáp ứng nhu cầu của các anh chị. Với em tủ inox trưng bày này, kích thích độ dài của em nó sẽ là 1m15 này, chiều rộng là 35 và chiều cao là 1m07. Em này thì bốn mặt quay kính này, một sẽ có một mặt là cánh kính luôn nha mọi người, giúp mọi người mở ra mở vào này, để đồ bên trong một cách dễ dàng. Khác với những cái mẫu tủ nhôm kính thông thường, tủ của em không được làm hoàn toàn bằng inox dày dặn chắc chắn này. Đây, anh chị có thể thấy thì không có một chút gì gọi là biến dạng ở khung này. Nhìn tổng quan thì em này khá đẹp mắt này, khung inox, bốn mặt quay kính này. Điểm nổi bật của em này là tầng inox nha mọi người, dày dặn chắc chắn. Không như thế, tủ có cả bánh xe, giúp mọi người di chuyển tủ một cách dễ dàng. Sở hữu mỗi em tủ này thì anh chị có thể yên tâm là sản phẩm của mình sẽ không bị mưa gió bay vào. Ngoài ra thì còn giúp anh chị vệ sinh tủ một cách nhanh chóng và sạch sẽ này. Bên em có 15 năm kinh nghiệm trong nghề, chuyên cung cấp các sản phẩm đến các đơn vị lớn nhỏ khác nhau như là Kinh Đô, Hữu Nghị và các đơn vị khác. Ngoài bán tủ ra thì bên em cũng cho thuê tủ, có đầy đủ hợp đồng. Anh chị nào mà muốn bán máy trung thu vào dịp sắp tới, cần tìm tủ inox trưng bày giá rẻ thì có thể liên hệ ngay cho bên em hoặc đến trực tiếp cơ sở chợ đầu mối Bắc Thăng Long, chân cầu Thăng Long, Hải Bối, Đông Anh, Hà Nội để xem hàng trực tiếp.